Chiều hôm qua ngày 4 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hòa Bình tổ chức cuộc họp thông báo nhanh các ca F0 trong ngày và hướng xử lý các ổ dịch liên quan nhằm khống chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tính đến 16 giờ chiều hôm qua ngày 4 tháng 11, trên địa bàn huyện Hòa Bình đã phát sinh mới 23 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca F0 trong toàn huyện lên 157 trường hợp, liên quan đến 479 trường hợp F1 và 898 trường hợp F2. Các trường hợp F0 liên quan đến 7 chùm ca bệnh gồm công ty Tấn Khởi, công ty Nguyễn Thắng, người về từ vùng dịch, khu điều trị và các khu phong tỏa xã thị trấn trong cộng đồng. Đối với các ca F0 đang được điều trị tại 5 khu thu dung và điều trị của huyện. Ngoài ra, đối với xã Vĩnh Mỹ B đang là vùng đỏ, nên xã cũng lập 2 chốt kiểm soát tại chỗ và 1 tổ tuần tra lưu động kiểm soát địa bàn. Sau khi các ngành chuyên môn báo cáo và phân tích đánh giá tình hình dịch bệnh, ông Trần Văn Út, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu thành viên trong ban thường vụ phụ trách địa bàn tăng cường sâu sát nắm tình hình, giúp các xã thị trấn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, đề nghị ngành y tế phải bổ sung phương án điều trị F0, chuẩn bị cơ sở thu dung và điều trị các trường hợp F0 chuyển nặng, quan tâm đến công tác xét nghiệm sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tăng cường mọi nguồn lực hỗ trợ cho các xã có nhiều ca F0 để khống chế dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine cho người dân, phấn đấu đạt 98% trong toàn dân. Chỉ đạo lực lượng chốt chặn các khu vực phong tỏa, đảm bảo trực xuyên suốt 24/24.